Bây giờ sau khi mà các bạn đã làm xong rồi đó, bây giờ mình sẽ giả sử các bạn thiết kế xong cái này rồi thì các bạn biết cái tiếp theo là mình sẽ làm gì không ạ? Sau khi các bạn có thiết kế cái màn này rồi thì bước tiếp theo mình sẽ làm gì? In ra giấy, cái giấy mà rộng dạng giống giấy đề can đấy các bạn, mà chuyên để in mạch á. Rồi sau đó thì các bạn sẽ phải mang cái file này ra, các bạn chuyển xuống dạng file PDF hoặc file gì đó ha, bạn mang ra ngoài tiệm và bạn đưa cho người ta in trên giấy. Và sau khi in trên giấy xong thì sao? Khi giấy xong rồi là đem về mình đo mạch, đo cái đồng để kém cái giấy đó lên. Rồi sau khi các bạn đã mang cái giấy đó về thì các bạn sẽ phải ủi mạch. Tức là bạn phải lấy cái bàn ủi á, đúng nghĩa luôn. Cái bàn ủi các bạn ủi cái giấy đó lên cái bo mạch đồng á, để làm gì các bạn? Để làm gì? Để mình đi rửa mạch để có đường đồng để mình làm. Đúng, chính xác. Tức là bạn sẽ rửa mạch, sau khi bạn ủi lên ha thì những cái đường đồng mà bạn đã đi đó thì nó sẽ hiện, nó sẽ được in lên cái miếng đồng của các bạn này. Sau đó để làm gì? Để các bạn có những cái gì các bạn, những cái đường nào các bạn giữ lại thì các bạn sẽ hiện lên cái bo đồng. Rồi vậy sau khi cái bước ủi mạch là đến bước gì? Sau khi ủi mạch là các bạn mang đi rửa được liền chưa, hay còn có bước gì khác nữa không? Ủi mạch xong rồi mình đi rửa hết những cái đồng, những cái lớp đen đen của mình in lên. Chưa đúng. Sau khi ủi mạch xong sẽ có một cái công đoạn quan trọng trước khi các bạn đi rửa. Các bạn nghĩ coi là công đoạn Là gì không? ngâm ngâm cái mạch đấy vào nước để mình Chưa chưa lột cái cái đoạn giấy ngon cho luôn, dễ. chưa cái đoạn ngon luôn. Bạn ngâm axit là đi tất cả luôn đấy nha, không có đi riêng gì cái đồng luôn nha. Không phải ngâm axit đâu nha. Đúng rồi. Cái bạn rửa sẽ là cái bột sắt này. Nhưng mà trước cái bước mà ngâm luôn á, ngâm rửa các bạn, tại cái bước này các bạn hay quên lắm, mà nếu như các bạn quên đấy là các bạn, nếu như trường hợp xui là các bạn phải làm lại cái mạch từ đầu luôn đấy, các bạn phải đi ủi mạch À, lại mình từ kiểm đầu. tra xem thử cái đường mạch bị vỡ hay không. Đúng rồi. Tức là sau khi mà các bạn in xong á, các bạn ủi mạch xong á thì bạn sẽ phải kiểm tra xem là cái đường đồng của mình á, xem nó có bị mất cái gì không. Nếu như nó bị mất thì sao các bạn? Đấy, nó bị mất thì sao? Mất thì mình lại phải lấy bút mình tô lại. Đúng rồi, nếu như mà mất thì nếu như cái đường đồng nó bị mất á, hoặc là cái đường nào đó các bạn ủi nó lên không có rõ thì các bạn sẽ phải lấy cái bút lông dầu á, các bạn đồ lại, các bạn vẽ lại. Lý do để làm gì ạ? Bởi vì một khi nhiều bạn cứ ban chấp ban nhán ha, xong đến khi đi rửa mạch và các bạn đã biết rồi, rửa mạch một cái là toàn bộ trôi trôi đi hết ha, không có gì mà còn ở lại hết. Cho nên là các bạn sẽ phải kiểm tra thật là kỹ trước khi các bạn đi rửa mạch. Còn nếu như các bạn rửa mạch rồi và các bạn phát hiện ra là thôi chết rồi, một cái đường đồng của mình nó không có rõ, là các bạn sẽ làm lại cái mạch mới luôn này. Cái bước này nhiều bạn quên lắm. Bởi vì tại sao, có những cái lý do tại sao các bạn ủi cái mạch nó không có đều. Đó là do cái vị trí các bạn đặt đấy. Nó cái vị trí các bạn đặt miếng đồng á thì các bạn ủi nó không có phẳng.
sẽ kéo theo cái tình trạng đó. Hay ha. Cho nên là khi các bạn đã đi, trước khi các bạn ủi mặt thì các bạn phải tìm hiểu thật kỹ xem là có cái gì nó bị thiếu ở đây, có cái gì nó không đúng ở đây, vân vân. Rồi sau khi các bạn kiểm tra hết mọi thứ ok thì các bạn sẽ đi ngâm mạch đúng không? Vậy bây giờ làm sao ngâm mạch cho nó an toàn? Là mình cho cái hộp rồi là mình bỏ cái mạch vào, mà tay mình là không nên đụng vào cái nước đó. Xong rồi bây mình giờ lắc làm sao lắc để lắc bạn giờ vấn đề làm sao để bạn không đụng vào cái nước đó? Chắc là mình đeo găng tay không? Chưa đúng. Hoặc Nghĩ coi, là các bạn nghĩ coi có cách nào thông minh hơn không? mình lấy dây đồng á, rồi mình buộc vào cái tấm đồng đó rồi mình thả xuống. Đúng rồi. Các bạn sẽ khoan một cái góc nhỏ ở trong cái, bạn sẽ khoan một cái lỗ nhỏ ở trong góc của miếng đồng á. Các bạn buộc cái dây vào. Các bạn biết cái loại dây mà dây điện mà lại nhỏ xíu dùng cho điện tử á. Các bạn chuyên nối mạch á. Các bạn cắm vào đó, các bạn buộc vào. Rồi các bạn sẽ rửa mạch ha. Rồi các bạn, cái bột rửa mạch không phải là bột axit nha. Nó sẽ là bột sắt. Các bạn nó chính là cái FeO2 á. Mà mình lấy cái axit với cái oxy già mình trộn lại nó ăn đúng không? Không. Cái oxy già là, nếu như bạn xài oxy già nó là disaster đó nha. Nightmare đó nha. Bởi vì sao? Dạ. Bởi vì cái oxy già nó sẽ làm cho những cái đường mà đồng ở trên đó đó, tức là đồng thì nó sẽ không đi, nhưng mà mực này, mực in À, này, đúng rồi, rồi mực mực quẹ này mực nó đi thì mực nó sẽ đi luôn ha. Cho nên các bạn không được xài oxy già để rửa đâu nhá. Tất cả chỉ có một cái duy nhất đó là sử dụng bột sắt, chỉ sử dụng bột sắt thôi nha, không được sử dụng các cái loại khác. Nếu như các bạn ngâm axit là tất cả nó đi luôn, không còn cái gì đâu. Nhớ nha các bạn, đừng có, không phải là ngâm axit mà các bạn nói rõ ràng là bột sắt rửa mạch. Và cái oxy già, giống như bạn mình vừa nói, cái oxy già thì là nó chỉ lau được cái đường mực thôi, còn cái đường đồng nó đâu có tẩy đi, coi như là tiêu rồi. Những gì các bạn làm là coi như chúng ta làm lại từ đầu. Mà cái oxy, thật ra các bạn không nên sử dụng cái oxy già nha các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì là sau khi các bạn rửa mạch xong á, thì những cái chỗ nào mà các bạn không có đường đồng thì nó sẽ trôi hết, những cái nào mà các bạn có đường đồng để lại thì nó còn. Vậy thì sau khi các bạn để lại thì sao? Các bạn rửa mạch xong, các bạn pha cái bột sắt vào trong nước ha, sau đó là bạn ngâm. Bạn ngâm cái miếng mạch của mình vào trong đó. Và nếu như các bạn muốn cái quá trình mà nó diễn ra nhanh hơn á, tức là cái quá trình mà tẩy đồng nó diễn ra nhanh hơn, thì các bạn sẽ ngâm nó dưới ánh sáng mặt trời. Bạn hiểu à? Các bạn ngâm dưới ánh sáng mặt trời ha. Nó là một cái phản ứng hóa học thôi, dưới tác động của ánh sáng mặt trời thì cái quá trình mà tẩy đồng nó sẽ nhanh hơn. Sau khi mà cái miếng đồng của bạn, trong quá trình mà các bạn rửa mạch á, là các bạn phải vừa rửa mà lâu lâu phải nhấc lên coi xem là có một cái đường đồng nào của mình bị bay không nha. Nếu như trường hợp đường đồng của mình bị bay thì ngay lập tức phải rửa lại bằng nước lạnh, lau khô rồi lấy cái bút lông dầu vẽ lại ngay thì may ra còn kịp ha. Chứ còn nhiều trường hợp các bạn rửa xong xuôi hết rồi thì cái đường đồng nó bay đi hết rồi là các bạn sẽ phải làm lại. Cái này mùa nào cũng gặp, rất là nguy hiểm. Rồi sau khi các bạn rửa mạch xong thì các bạn sẽ rửa lại bằng nước lạnh. Rửa lại bằng nước lạnh thì các bạn sẽ lau khô ha. Và làm sao bây giờ, làm sao các bạn tẩy được cái đường mực đó đi? Bây giờ làm sao các bạn tẩy được cái đường mực trên cái đồng đi? Mình lấy miếng chùi đồi hoặc là mình giấy nhám nhẹ mình Miếng lau chùi đồi qua. là đi luôn hả? Không xài miếng Đúng, chùi mình đồi chùi nha. nhẹ. Em chùi nhẹ nhẹ là nó vẫn giữ được mà cô. Không nha. Dạ. Nó sẽ không sạch. Các bạn nên giấy, bạn lấy giấy nhám nhuyễn á. Có nhám thì có nhiều loại, Dạ. bạn lấy cái loại nhám nhuyễn á. Và các bạn chà nhẹ nhẹ thì nó sẽ đi.
Và chú ý một cái đó là không có gì ta, không được lấy cái oxy rè để lau, bởi vì lý do rằng là lúc các bạn rửa xong cái mạch rồi á, cái oxy rè các bạn lau á là sau đó cái mực nó lem ra ngoài rất là nhiều, bởi vì các bạn tưởng tượng những cái đường nào mà các bạn vẽ là nó còn đường đồng ở lại, còn cái bên cạnh của nó là miếng nhựa thì tàn mà nó phá dính hủy. vào là nó không có ra được đúng không? Đúng rồi, cái mực nó dính vào chỗ nhựa là các bạn không ra được, cái mạch của các bạn rất là lem nhem đúc đúc. Nói chung là các bạn xài oxy già thì tẩy cái đường mực nó sẽ rất là nhanh, nhưng mà xung quanh cái chỗ các bạn tẩy đường mực thì cực kỳ lem nhem. Mà cô thì không nghĩ đến các bạn là nếu như có cái sự lem nhem như vậy thì nó tốt đâu nhé. Rồi sau khi các bạn chà cái đường mạch xong ha, thì các bạn sẽ tiến hành làm gì các bạn? Các bạn khoan đi này, rồi làm gì nữa? Và các bạn hàn. Rồi bây giờ các bạn cho cô biết cái nguyên tắc để các bạn hàn ra. Nguyên tắc làm sao các bạn hàn được? Mình xi chì lên đầu mỏ hàn để cho nó có chì, xong rồi mình đưa vào đến cái điểm hàn, mình đặt xuống cái điểm cần hàn rồi mình đưa chì vào. Đó là cái quy tắc hàn, hình như lần trước cô có nói là mình cái quy tắc hàn rồi phải. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết, trước khi mà các bạn đặt cái hàn á, thì bạn cần phải có một cái quan trọng nữa. Bây giờ cái thứ tự hàn trong mạch nó như thế nào các bạn? Thứ tự hàn trong mạch. Cái mạch như thế nào thì cái thứ tự hàn nó sẽ như thế nào nhỉ? Hàn từ những mà ví dụ như hàn những cái điện trở mà thấp nhất rồi bắt đầu hàn đến tụ cũng không? Bạn sẽ hàn giống như bạn mình nói đó, tức là bạn sẽ hàn những cái linh kiện nó thấp nhất, ví dụ như mấy con trở này, mấy con trở là các bạn, bởi vì là cái chân của nó thấp ấy, thì mình sẽ hàn trước nhá. Và sau đó là đến gì, bạn biết mấy cái tủ gốm nó nhỏ xíu là các bạn sẽ phải hàn cái đó trước. Rồi một trong những cái nguyên tắc đó là những cái linh kiện cao hơn thì sẽ hàn sau. Và khi các bạn hàn là các bạn tuyệt đối không được để cái linh kiện nó cao lêu nghêu nha các bạn. Để càng thấp dưới mạch là càng tốt đúng không? Đúng rồi, để cái chân nó sát càng mạnh thì càng tốt. Rồi sau khi các bạn hàn xong thì có một cái bước gì các bạn? À đúng rồi, cô nhắc nha. Cái bước khoan của các bạn á là từng cái loại linh kiện á, kích cỡ chân nó sẽ khác nhau. Ví dụ như cái chân của điện tử công suất nó sẽ to hơn cái chân của điện trở bình thường. Sorry các bạn, chân của điện trở công suất nó sẽ to hơn cái chân của điện trở bình thường. Thì như vậy cái mũi khoan cho hai cái loại này cũng phải khác nhau, bạn không thể sử dụng một chung một cái to đùng được đâu nhé. Bởi vì khi ví dụ như cái điện trở bình thường cái chân nó rất là bé, mà các bạn sử dụng hẳn cái mũi khoan dành cho điện trở công suất đó thì sao, nó sẽ tăng phát một góc ở đấy, các bạn nhìn rất là xấu.
nữa không? Đó là khi các bạn khoan thì các bạn chú ý, bởi vì là mỗi lần các bạn khoan ra là các bạn hay để những cái chỗ linh tinh ấy, và cuối cùng nó khoan hẳn xuống dưới, thì các bạn để cậy gỗ hoặc là bàn gỗ gì đó, sau đó nó đầy cái mũi khoan ở dưới cái mặt bàn hoặc là dưới cái gỗ luôn nha. Cho nên là các bạn sẽ nên kê nó lên. Rồi sau khi các bạn hàn mạch xong thì các bạn biết các bạn làm bước gì không ạ? Hàn xong thì mình kiểm tra mạch xem có chạy không. Đúng rồi, kiểm tra mạch xem có chạy không. Và nếu như không chạy thì phải làm sao? Không chạy thì mình xem thử cái mối hàn mình cái nào mà nó bị thiếu hàn. Đó, mối hàn rồi, ok. Có một bước quan trọng nữa đó là bạn trước khi mà các bạn đặt những cái linh kiện của các bạn lên cái mạch hàn á, là các bạn phải kiểm tra xem linh kiện nó có hoạt động hay không. Mình phải thử trước khi mình lắp. Đúng rồi, phải thử trước khi lắp hả? Mình phải test cái linh kiện đó trước. Rồi sau khi mà các bạn nhớ kiểm tra là cái mạch xem nó có hoạt động hay không nha. Rồi trong trường hợp mà các bạn cần hút chì thì các bạn làm sao? Các bạn sẽ lấy cái mỏ hàn, các bạn dí vào cái chỗ mũi hàn đó, và các bạn sẽ hút bằng gì các bạn? Hút bằng cái đồ hút hàn á. Nhiều bạn không có mua đồ hút hàn, xong bắt đầu là cứ lấy cái mỏ hàn bắt đầu cua cua ra, và cuối cùng nó rất là dơ, nó siêu dơ. Cho nên đừng có làm như vậy nhé. Rồi cuối cùng là các bạn sẽ cắt những cái đoạn mà chân linh kiện thừa đi, và cái sau khi bạn cắt xong thì bạn sử dụng cái kéo chuyên dụng để các bạn cắt chân linh kiện, và sau đó là các bạn sẽ quét cái gì các bạn? Quét nhựa thông lỏng. Quét nhựa thông để làm gì các bạn biết đâu không? Để chống oxy hóa. Rồi như vậy các bạn biết những cái bước để mình làm cái thiết kế một cái mạch chưa? Đầu tiên là có mạch nguyên lý đúng không? Bạn sẽ phải thiết kế nó ra, mình in. Sau đó từ mình in các bạn đi in. Rồi các bạn ủi, các bạn rửa mạch, rồi các bạn hàn mạch, và các bạn quét chống oxy hóa. Đấy là về cái kỹ thuật làm mạch bằng tay nha các bạn. Còn kỹ thuật về cái công nghiệp, người ta sẽ có cái công nghiệp khác nha. Công nghiệp thì hoàn toàn tất nhiên là các bạn sẽ vẫn phải thiết kế bằng orchid một tốt, sẽ các bạn ra cái mạch in, và sau đó những cái công đoạn sau thì các bạn mới đưa vào máy công nghiệp được. Còn hỏi gì về trong cái giai đoạn làm mạch, còn đoạn nào các bạn không rõ không?
Dạ cô cho em hỏi là mình cuối kỳ là mình làm luôn là thực tế hả cô? Không, bây giờ dịch dễ làm sao làm được bài thực tế, cho nên phải nói là các bạn rất là hên trong cái mùa dịch này đấy. Cuối kỳ thì các bạn sẽ thi ha, bạn sẽ vẽ mạch hoặc kép vào Protos. Cô sẽ đưa các bạn một cái mạch mà các bạn làm trong một khoảng thời gian là các bạn nộp mạch ra. Cuối kỳ không cần phải làm mạch thực tế đâu ha. Cảm ơn cô. Rồi, những bạn khác có câu hỏi gì nữa không? Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay lại về cái việc các bạn sẽ thiết kế mạch như thế nào nhé. Bây giờ các bạn đã xung phong chỉ về cái cách thiết kế mạch ở trong cái Orchestra, xin lỗi, trong Protos xong. Tuần sau mình sẽ học Orchestra nha, cho nên máy những bạn nào mà chưa cài được Orchestra thì các bạn ráng sửa đi nha. Hôm nay là tuần thứ 10 rồi đúng không các bạn? Đúng rồi, tuần thứ 10 rồi. Không gọi tên ha.
Cô ơi. Ông xóa cái này đi nè, Xóa rồi này ông quay cái mặt, kiểm lý, rồi rồi ông rồi quay ông làm lại. làm lại này hả? Ông làm lại, ông tạo khung, ông làm lại cái này để coi. Khi vẽ xong mạch nguyên lý thì chúng ta sẽ nhấn vào cái con PC đây để sang tab PCB. Sau chúng ta kiểm tra ở cái tab là Component Mode, nếu các linh kiện ở đây mà nó hiện dấu X thì chúng ta phải quay lại cái tab Geometric này để chúng ta kiểm tra cái PCB của nó. Sau khi mà có các linh kiện mà không bị lỗi thì chúng ta sẽ kéo lần lượt các linh kiện ở trong này ra bên ngoài mạch bằng cách là muốn chọn linh kiện nào thì chúng ta tích vào linh kiện đó, ví dụ là con R1, sau đó mình nhấn chuột trái ở bên ngoài cái khu vực làm việc này, sau mình sắp xếp theo cái ý của mình muốn. Sau là lấy con nguồn đầu vào, tiếp tục lấy R3 và R4. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy con led D1. Chiều thì chúng ta quay theo cái hướng mà nào mà gần nhất thì chúng ta chọn. Theo là con C1 này. Đấy, Q1 với Q2 nhé. Còn về việc đi dây thì sẽ có hai loại. Nếu mà muốn đi dây tự động nhanh thì chúng ta nhấn vào đây. À, quên. Nhấn vào cái chỗ mấy cái thước này để căn chỉnh của việc đi của việc đi dây. Power signal là mình lấy theo cái mà đường dây 0.2, 0.3 nhé. Và để nhanh hơn thì chúng ta sẽ nhấn vào công cụ đi dây ở đây luôn. Rồi chúng ta sẽ chọn dây muốn đi ở bên này. Ở đây thì chọn T20 để đi mấy cái dây cho các linh kiện. Bạn phóng to cái hình ra. Dạ. À, phóng làm màn hình lên đi. Rồi, Được ok. cho cô. Được rồi. Dùng T2 nối những cái chân mà nó cần nối với nhau. Có cái chế độ đi dây tự động á. Dạ, nhưng mà em thích đi dây bằng tay hơn. Bây giờ bạn chỉ cho bạn mình cái cách đi dây tự động trước đi, xong anh chỉ về cách đi dây bằng tay. Dạ. Một trong những cái lý do vì sao cô nói về cái chế độ đi dây tự động á, bởi vì là ví dụ như cái mặt này nó đơn giản thì các bạn, thì
các bạn sẽ có thể đi dây bằng tay được, nhưng sẽ có nhiều bạn cực kỳ phức tạp mà bạn đi dây bằng tay là sẽ rất là mất thời gian. Chúng ta sẽ cài cái dây ở đây, dây mình đặt của nguồn vào, đặt là T30. Cũng cái tab net class này đặt ở các dây của linh kiện thì đặt là T20. Còn các cái lớp này mình vẽ một lớp thì mình đặt ở lớp bottom. Sau khi set xong thì chúng ta vào cái tab là auto round, rồi nhấn begin round. Chờ một lúc là nó sẽ đi dây. Và sau khi đi dây nó được như thế này. Rồi em chuyển qua đi dây bằng tay cho cô. À, thật ra cô sẽ không khuyến khích đi dây bằng tay, cái lý do rằng là khi các bạn đã đi dây tự động rồi á thì dạ, nếu như cái mạch nó rất là ok rồi thì các bạn sẽ làm thẳng cái đó luôn, bởi vì thứ nhất là bạn sẽ không mất thời gian. Thứ hai nữa rằng là khi cái chế độ đi dây, cái mục tiêu của mình là bạn đi dây tự động á, thì khi mà cái máy nó đi nó sẽ chính xác là hơn người đi ha. Dạ. Một trong những cái lý do mà các bạn cũng cần phải biết đi dây bằng tay đó là ví dụ như sau khi mà đi dây tự động xong, cái mạch đó nó không còn, tức là sẽ còn cái đường dây mà bắt buộc các bạn sẽ phải, bạn thấy rằng là cái gọi là cái dây á, cái đoạn đó máy nó đi không đẹp thì bạn sẽ chỉnh lại, bạn đi bằng tay. Nhưng mà đối với lại cái kể cả đối với orchestra hoặc là tớt thì cô khuyến khích các bạn đi dây tự động và chỉnh sửa bằng tay nếu như mà có gì đó mà các bạn thấy nó không đẹp. Ok. Dạ. Yeah. Bây giờ bạn sẽ đi dây bằng tay cho bạn mình coi ha. Giả sử trong trường hợp này bạn mình không hài lòng với cái mạch mà đi dây tự động thì bạn sẽ đi dây bằng tay sao? Bây giờ mình chỉnh cái đồ được đúng không cô? Bạn chỉnh ở đây đi bạn. Dạ. Yeah. Ở cái chỗ này mà nó cứ cong thế này là bây giờ muốn chỉnh là chúng ta nhấn vào ở cái mình đang vẽ ở cái chế độ là đi dây này thì mình chuyển qua về không đi, mình kéo cái dây kéo cái dây mà mình muốn. Hoặc là nếu mà mình kéo mà thấy nó không có hợp lý thì mình xóa nó đi luôn, mình vẽ lại cái đường mạch đó. Rồi nhớ lại nghe nha. Sau khi đi dây bằng tay thì thấy cái này là hợp lý rồi. Chúng ta sẽ tạo một cái khung
bằng cách nhấn vào cái hình ô vuông ở đây. Cắt thành một cái mạch mình muốn. Chuyển cái lớp này thành cái lớp là lớp bo. Còn muốn quay 3D thì chúng ta nhấn vào cái hình 3D ở đây là chúng ta coi được. Để xong rồi cô. Đây gặp thằng thằng không biết đây đồ rừng tâm áp ca à.